buổi sáng cộng đồng ngày hôm nay. Em xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Hoàng Minh Tâm, giảng viên Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ châu Á Thái Bình Dương. Sáng hôm nay sẽ cùng giao lưu chuyên đề ba trách nhiệm với tất cả các bạn học sinh. Và xin trân trọng kính mời thầy. Hai một. Vỗ tay hai cái, đưa tay lên miệng thổi. 2, 1. Cảm ơn các bạn. Tất cả những nguồn nước ở trong đó đều đóng băng hết. Đương nhiên khi đã đóng băng rồi thì làm sao mà có nước để uống? Khi mà tuyết phủ nhiều như vậy rồi, lấy cái gì để mà ăn? Thế là con kiến lúc bấy giờ ở trong nhà đầy đủ, nó nằm ở trong đó để nó trú đông. Trong khi con ve nhà nó trống rỗng không có gì hết, và đương nhiên nó đói. Nó đói ghê gớm, nhưng mà nó chẳng có gì để ăn hết. Nó quyết định kệ, đánh liều, đi ra ngoài tìm đồ ăn. Nhưng mà tuyết nhiều như vậy, các bạn nghĩ đó, không có gì để ăn hết. Nó càng đi, nó càng đói và nó càng mệt. Cho tới lúc nó không chịu nổi nữa, nó gục luôn ở trên vệ đường. Con kiến thì ngồi ở trong nhà, lo lắng, không biết bạn mình như thế nào. Nó cả một mùa nó chẳng làm gì hết. Bây giờ chắc là phải đi qua thăm nó. Thế là mấy con có một chiếc đồ chuẩn bị đeo lên lưng và đi qua thăm bạn. Đi trên đường tự nhiên thấy con ve nó nằm ở trên vỉa đường như vậy, chạy lại, trời ơi, đem về nhà chăm sóc. Chăm sóc các bạn biết cả nguyên một mùa đông thì con ve nó mới tỉnh và nó sống lại. Lúc đó con ve nó mới biết rằng là hối hận, bởi vì giá như mình đã biết chăm lo, biết tích cóp và biết làm cho mình đầy đủ hơn. Nhiều bạn ở đây á, thầy ít được rằng bố mẹ của mình rất thương yêu các bạn, cho nên đâu đó thậm chí thì ở các trường khác lớp 3, lớp 4 rồi nhưng mà bố mẹ vẫn phải giúp ăn. Lên trên lớp, bố đưa cho một cái hộp gì đó, cầm chẳng nói một tiếng nào. Thậm chí ở nhà mặc áo này cũng phải chỉnh cho cái cổ áo. Ở nhà thậm chí cái phòng của mình cũng chẳng biết dọn, nhưng mà vẫn rất nhiều bạn có thể tự lo cho mình được rất nhiều. Ba trách nhiệm ngày hôm nay thì muốn nói với các bạn gồm có ba cái. Cái thứ nhất là mình phải có trách nhiệm với chính mình. Không ai có thể lo được cho mình bằng bản thân mình khi sau này mình lớn lên. Trách nhiệm thứ hai đó là trách nhiệm đối với những người xung quanh, mà các bạn bây giờ là thầy cô, là bạn bè, là trường lớp của mình, là tất cả mọi thứ xung quanh ở đây, là đi ra ngoài đường, là quê hương, là đất nước của các bạn. Và trách nhiệm thứ ba đó là trách nhiệm đối với những người thân yêu nhất đối với mình, đó là bố mẹ, gia đình của mình. Nhiều người gặp thầy cô chẳng chào, gặp bảo vệ cũng chẳng dạ thưa, gặp mấy cô lao công cũng chẳng nói tiếng nào. Các bạn coi thường họ lắm. Đâu đó mình nghĩ rằng mình sinh ra trong một gia đình có nhà cao, bố mẹ mình đi làm nhiều tiền, mình rất tốt. Nhưng mà thực chất mình chỉ là một đứa bé các bạn. Mình đang lớn lên, mình phải biết tôn trọng người khác. Ba trách nhiệm với chính mình, với những người xung quanh, và đặc biệt là với gia đình của mình. Bởi vì một con người có trách nhiệm, đó mới là những con người thành công. Nhất là đối với bố mẹ của mình, thì một lần nữa tôi cũng xin thay mặt cho toàn thể thầy cô giáo cũng như học sinh trường tiểu học Anh Thông rất là cảm ơn những bài học bổ ích của thầy. Lần nào thầy đến thầy cũng mang lại cho tất cả giáo viên và học sinh trường Thanh Long chúng tôi những cái nội dung rất là bổ ích. Một lần nữa cũng xin thay mặt cho các thầy cô và các em học sinh xin được kính chúc sức khỏe thầy, chúc cho thầy sẽ càng ngày càng có thêm nhiều bài học để truyền tải đến tất cả các em học sinh và giáo viên. Xin trân trọng cảm ơn thầy. Các con vỗ tay to để cảm ơn thầy đây. Cảm ơn tất cả các con.